Lạc Trôi được phát hành đúng lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2017, chỉ sau gần 24 giờ. Video đạt 4 triệu lượt xem trên kênh YouTube. Đến ngày 4 tháng 1, Lạc Trôi đạt 13,5 triệu lượt xem. Sản phẩm vượt qua kỷ lục MV Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau là 3 triệu lượt xem sau một ngày của chính nam ca sĩ. Trên bảng xếp hạng quốc tế, những MV được xem nhiều nhất trong ngày phát hành đầu tiên của YouTube, Lạc Trôi đứng vị trí thứ 6, vượt mặt nhiều tên tuổi nổi tiếng như Ricky Martin, Bruno Mars, Justin Bieber. Trong danh sách 20 MV của bảng xếp hạng này, Sơn Tùng là cái tên duy nhất đại diện cho châu Á. MV gây sốt nhiều lý do, trong đó có sức nóng từ bản thân của tên ca sĩ Sơn Tùng MTP. Ngay từ khi những thông tin, hình ảnh đầu tiên của dự án Lạc Trôi được công bố vào tháng 12 năm 2016, cơn sốt chờ đợi đã lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ. Lạc Trôi được fan mong đợi bởi đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của anh sau khi chia tay ông bầu Quang Huy để lập công ty riêng. Ngoài những yếu tố là sản phẩm, Lạc Trôi cũng gây sốt nhờ những yếu tố tự thân. Điều này đã đánh trúng thị hiếu của khán giả trong thời đại công nghệ số. Video Lạc Trôi được xây dựng theo phong cách cổ trang, kể về một ông vua dù đứng ở vị đỉnh cao của quyền lực nhưng vẫn cô đơn vì không thể sở hữu một tình yêu đích thực. Ông ta che giấu con người của mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần. Xu hướng LV cổ trang được nhiều nghệ sĩ quốc tế ưa chuộng trong những năm gần đây, đặc biệt ở Trung Quốc, Hàn Quốc. Giới trẻ Việt Nam cũng không nằm ngoài phủ sóng của trào lưu này. Với Lạc Trôi, Sơn Tùng nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, ekip Lên Ngôi, chùa Linh Quy Pháp Ân ở Lâm Đồng để quay MV nhằm có được những hình ảnh đẹp huyền ảo như ý tưởng. Nhiều người không phải fan của Sơn Tùng MTP, nhiều người không phải fan của Sơn Tùng thì quan tâm xem anh hát ra sao, ý tưởng MV thế nào, liệu có đạo nhạc hay bắt chước ai không, bởi các sản phẩm âm nhạc trước đó của Sơn Tùng cứ ra là bị vướng lùm xùm. Tạo hình với mái tóc dài của nam ca sĩ cũng thu hút sự chú ý bởi nó hoàn toàn khác so với một Sơn Tùng MTP thể hiện cá tính quen thuộc của mình trước đó. Tuy nhiên, cho MV cổ trang của mình, nam ca sĩ vẫn thể hiện lối chơi ngông bằng cách đưa ra những chi tiết trang phục hiện đại. Trên mạng xã hội, Lạc Trôi gây ra những cuộc tranh luận về tính phi nuric. Các trang phục của Sơn Tùng mặc liên tục cứ bị cư dân mạng chế bởi những hình ảnh sự tương đồng với vài hình ảnh của các bộ phim hoạt hình và trò chơi điện tử quen thuộc. Thế nhưng, chính điều này đã tạo nên sức nóng cho LV. Lạc Trôi cũng thể hiện sự nỗ lực mới của bản thân của chàng ca sĩ 9X. Về mặt sáng tác ca khúc, anh sử dụng những hình ảnh mây mù, sương khói để tạo ra một bài hát mang hơi hướng cổ điển. Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ bản thân khá thích thú khi thưởng thức LV Lạc Trôi của Sơn Tùng. Tú Dưa đánh giá bản phối của Lạc Trôi hay và bắt tai, nhưng đôi chỗ nhằng nhác nhạc hoa. Tú Dưa cũng dành lời khen cho phần ca từ của Lạc Trôi vẫn giữ được chất riêng của Sơn Tùng nhưng có phần sâu sắc và trưởng thành hơn. Nhạc sĩ Khắc Hưng đồng tình rằng bản phối Lạc Trôi hay, có sự hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và truyền thống, nhưng hình ảnh phi nuric gây tranh cãi về thời trang trong LV không phải một sự vụng về mà hoàn toàn có chủ đích. Khắc Hưng nhấn mạnh Sơn Tùng đã thành công trong việc khuấy đảo được dư luận từ những chi tiết nhỏ nhất.